quang linh vlog xứng đáng lên mặt báo buổi lễ khánh thành trường đầy trang trọng ngôi trường bê tông kiên cố vững chảy, mái tôn đỏ tươi với ba dãy phòng học tại bản balundo đã chính thức được trao đến tay thầy cô và học sinh địa phương trong buổi lễ khánh thành trường rực rỡ cờ hoa có sự góp mặt của phó chủ tịch huyện balundo phó chủ tịch phụ trách vấn đề xã hội trưởng phòng giáo dục trưởng phòng hành chính v v tự hào biết bao khi ngôi trường đó được xây dựng lên từ tấm lòng hảo tâm vô bờ bến của các nhà hảo tâm việt nam với cầu nối là các chàng trai trẻ trong tiền Quang liên vlog đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần dân tộc Việt Nam với bạn bè thế giới. Thưa quý vị, ngôi trường được làm biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam Angola từ lúc xây dựng cho đến lúc khánh thành liên tục được các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin lan tỏa trong khắp cả đất nước Angola. Mỗi lần ngôi trường được lên mặt báo, mỗi lần các tên Quang linh được nhắc đến trên các trang báo đó, lại một lần tự hào với các chàng trai trẻ Việt Nam. Họ xứng đáng được vinh danh, xứng đáng được đứng tên và là tấm gương tốt cho thế hệ trẻ cả hai đất nước Việt Nam và Angola nói theo. Đó là ý kiến chung của cả cộng đồng mạng tìm châu Phi. Còn các bạn thì sao? Thật tuyệt vời nếu như chúng ta hãy cùng nhau mở rộng lòng mình ra, góp ý để nhân dân và càng ngày càng nhân rộng gửi lời yêu thương lời cảm ơn tới tiêm châu Phi để xây dựng một cộng đồng lớn mạnh, đoàn kết và giàu tính nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần ý chí Việt Nam trên trường quốc tế. Vâng thưa các bạn thân mến, buổi lễ khánh thành trường đầy trân trọng và thành công với sự góp mặt của Chủ tịch huyện Balondo, Phó Chủ tịch phụ trách vấn đề xã hội, trưởng phòng giáo dục, trưởng phòng hành chính, anh em trong tiệm quan linh cùng với thầy trò của trường, cùng với người dân bản tham gia rất sôi nổi hào hứng và nhiệt tình bởi sự kết hợp giữa các nghi thức của Việt Nam và người dân bản địa, cả một không gian trường rực rỡ cờ hoa, rộn ràng lời ca tiếng hát. Những câu hát cảm ơn Việt Nam là bạn thổn thức trái tim biết bao trái tim cộng đồng tiêm châu Phi. Từ bây giờ không còn cảnh thầy và trò dắt nhau ra ngồi dưới tán cây dạy học hàng ngày, không còn cảnh lớp học bằng đất, mưa, dột nắng trọi qua, thầy và trò không cần phải lo lắng về ảnh hưởng của thời tiết nữa. Mà giờ đây tất cả được diễn ra dưới mái trường kiên cố khang trang đầy đủ tiện nghi. Ngôi trường với mái tôn đỏ, nước sơn tường màu gạch, điểm thêm là những hoa văn màu trắng khiến cho ngôi trường làm bừng sáng cả một góc trời Angola, tô sáng cho bức tranh tương lai của các em nhỏ người bản địa. Biết đâu sau này sẽ có các em nhỏ học tại ngôi trường này và trở thành những vị lãnh đạo huyện, tỉnh hay thậm chí là lãnh đạo trung ương của Angola hay là các doanh nhân thành đạt thì sẽ không thể nào quên được công lao to lớn của Tiêm Quang Linh và những nhà hảo tâm người Việt đã đóng góp cho mảnh đất này và sự tiếp bước tinh thần tự nguyện của Tiêm để tích cực cho cộng đồng xây dựng và kiến thiết quê hương của mình. Vâng thưa các bạn thân mến, quả thực thì chúng ta đã luôn tự hào là người Việt Nam, du lịch khắp năm châu bốn biển dù làm bất cứ công việc gì, nhưng luôn mang tình yêu thương chân thành đến những hoàn cảnh khó khăn để kết nối trái tim với trái tim. Các thành viên trong team Quang Linh thường ngày chỉ quen ra ruộng vườn, làm bạn với cây trồng vật nuôi, tìm cách giúp đỡ dân bạn hết đói thì nay lại có mặt trong thành phần ban đại biểu tham dự buổi lễ khánh thành. Thật vinh dự và tự hào các chàng trai trẻ trong tiêm Quang linh Vlog khi họ xuất thân là những người còn đi xuất khẩu lao động lo kinh tế cho gia đình. Thì nay bằng những việc làm công đức vô lượng của mình đã thực sự trở thành những người có tiếng nói có trọng lượng. Cả bán làng miền núi Angola, Châu Phi được đứng chung với vị trí của các lãnh đạo địa phương. Chắc hẳn các anh em người Việt sẽ không khỏi bất ngờ và sẽ có chút ngại ngùng nhưng không sao, điều đó càng chứng tỏ cho mọi người thấy những sự chân chất giản dị của Tim và rồi sẽ theo thời gian với nhiều công trình như thế này nữa thì Tim cũng sẽ mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi tiếp xúc với các cán bộ cấp cao người Angola. Buổi lễ khánh thành trường học đầy trang trọng và thành công đã diễn ra tại bản làng nghèo vùng núi Angola Châu Phi. Những mạnh thường quân người Việt khi xem những hình ảnh trong video của Quang Linh Vlog chia sẻ, hẳn không thể kiềm chế được các cảm xúc dân trào khi tấm lòng hảo tâm của mình đã được tiêm Quang Linh Vlog cụ thể hóa bằng một công trình tầm cỡ trong huyện và sẽ là nơi chấp cánh cho những ước mơ của trẻ em Angola được bay cao bay xa hơn nữa một ngôi trường đẹp khang trang một tấm biển ghi dành các nhà hảo tâm hai bên là hai lá cờ của việt nam và angola một buổi lễ khánh thành rộn ràng với băng rôn khẩu hiệu lời ca tiếng hát đó thực sự là những điều mang đến cảm xúc tuyệt vời khiến cho cộng đồng tiêm châu phi khi xem xong cũng không thể nào kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình mà bình luận rằng buổi lễ khánh thành và bàn giao trường học cho chính quyền và người dân bản địa châu phi diễn ra vô cùng lòng trọng trong niềm vui mừng hân hoan chào đón của các em và người dân cảm ơn quang linh và anh em trong tim châu phi cùng với các nhà hảo tâm người việt nam trong và ngoài nước đã cùng đồng hành để có thành quả như hôm nay quá vinh dự và tự hào về đất nước bằng những việc làm đầy ý nghĩa và nhân văn của những người còn đất việt tại lục địa đen một chiếc video thật nhiều cảm xúc mình biết đến anh Linh và team Châu Phi cách đây 3 tháng anh chị về Việt Nam. Mặc dù theo dõi mọi người không lâu nhưng sau 3 tháng mình đã chuyển hẳn từ một fan phong trào sang một fan chân chính. Những việc làm của anh Linh và team Châu Phi thật sự rất ý nghĩa, là những tấm gương sáng cho mình về lòng yêu thương con người. Phải chăng cuộc sống bận rộn hối hả đã làm chính mình trở nên vô cảm và ích kỷ. Để rồi khi xem video của team, mình như được tìm lại chính mình, nhắc nhở mình sống bao dung, Thật sự mình rất xúc động khi xem được video này. Cảm ơn tiêm Châu Phi thật thật nhiều. Cảm ơn những mạnh thường quân, những tấm lòng lớn. Lần đầu tiên được nhìn thấy một lãnh đạo huyện Cát Bánh mời từng người thật là gần gũi thân mật. Chúc mừng buổi lễ Khánh Thành được diễn ra thành công suôn sẻ, vất và rất long trọng. Chúc các em bản địa học giỏi sau này trở thành những người trí thức. Cảm ơn anh em tiêm Châu Phi và cộng đồng có tâm có tầm luôn làm nên những điều vi diệu gắn kết trái tim đến trái tim. Thực sự cảm thấy rất tự hào là người Việt Nam mình có video thực sự cảm xúc tự hào. Cảm ơn các mạnh thường quân Việt Nam chung tay xây dựng, đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam luôn thân thiện và giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt màu da. Chúc các anh em trong team châu Phi luôn khỏe mạnh và thành công. Tự hào quá Việt Nam ơi, cảm ơn team Quang Linh, các mạnh thường quân và các chương trình đã cùng nhau đồng hành xây dựng ngôi trường Việt Nam Angola tại một bản nghèo Angola. Hôm nay đã làm lễ bàn giao có sự chứng kiến của cán bộ huyện tuyệt vời quá. Chúc các mạnh thường quân, team châu Phi và các cháu học lương khỏe mạnh, các cháu chăm ngoan học giỏi, lại là tương lai đất nước của Angola sau này. Luôn tự hào là người Việt Nam đi khắp nằm châu bốn biển, mang tình yêu thương chân thành đến với những hoàn cảnh khó khăn để kết nối trái tim với trái tim. Chủ tịch Quang Linh thường ngày chỉ thích ra ruộng vườn làm việc, chỉ đứng trước nhiều người là ngại lắm. Cảm ơn các mạnh thường quân luôn đồng hành cùng cả các em anh em tem châu Phi, mang món quà ý nghĩa và thiết thực thắp sáng niềm tin ước mơ cho các em nhỏ bản làng xa xôi này ngôi trường quá đẹp màu sắc rực rỡ buổi khánh thành rất hoành tráng và có sự tham gia đông đảo của các bác cán bộ huyện các bác trưởng thôn cùng với bà con trong bản cùng với các em học sinh các thầy cô giáo đã có ngôi trường rất đẹp đặc biệt là các anh em trong team quang linh châu phi cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã đồng hành cùng team, đã chung tay ủng hộ các em học sinh các thầy cô giáo có ngôi trường đẹp như thế này từ nay các cháu sẽ bước sang trang mới không còn cảnh phải ngồi dưới gốc cây chịu cảnh nắng mưa để học tập. Vừa Khánh Thành rất hoành tráng và cũng rất xúc động mọi người ạ. À. Một lần nữa tôi cảm ơn quý mạnh thường quân rất nhiều. Cảm ơn tập thể tiêm Châu Phi và các mạnh thường quân xây cho các em ngôi trường rất đẹp. Có thể nói đối với người dân Angola, ở thời điểm hiện tại thì những khó khăn thiếu thốn sẽ không quá nếu nói rằng ngôi trường này rất hoành tráng cảm ơn các bạn đã từng ngày nỗ lực xây dựng và vùng đắp cho hình ảnh của đất nước và con người việt nam hào phóng tình nghĩa và tử tế trong khi ở đâu đó người ta vẫn muốn vùi dập và bóc lột thì người việt nam chúng ta lại xây dựng nên những công trình văn hóa đem lại tương lai tươi đẹp cho người dân châu phi một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn thật nhiều sức khỏe may mắn và hạnh phúc từ đáy lòng tôi khâm phục và ngưỡng mộ các bạn